Trong vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, cơ quan điều tra làm rõ người chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước để thực hiện các hành vi bao che cho SCB, chính là cấp trên của bà Nhàn. Cụ thể, quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, khai rằng mình là người ra quyết định thanh tra tại SCB, đã trực tiếp ký và chỉ đạo với đoàn thanh tra năm 2017 và 2018. Bị can Hưng đã tiếp nhận báo cáo từ đoàn thanh tra và bà Đỗ Thị Nhàn để dự thảo báo cáo trình lãnh đạo ngân hàng nhà nước và báo cáo chính phủ về kết quả thanh tra. Nguyễn Văn Hưng thừa nhận đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ nội dung không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của SCB. Bị can Hưng cũng thừa nhận đã không làm rõ nguồn tiền trả nợ đối với các khoản vay của 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, cũng không kiến nghị dừng giải ngân. Đồng thời, Hưng còn chỉ đạo bà Nhàn và tổ tổng hợp xây dựng hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra, trong đó có nội dung bỏ ngoài và không kiến nghị đối với các sai phạm của SCB. Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận làm như trên để tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục thực hiện các phương án tái cơ cấu, dẫn đến ngân hàng nhà nước, chính phủ không đủ thông tin tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm tại SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Bị can Nguyễn Văn Hưng còn thừa nhận toàn bộ việc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ so với kết quả thanh tra và các báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ do mình tự chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và tổ tổng hợp thực hiện. Bị can Hưng khai nhận đã nhiều lần nhận tổng số tiền 390.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 8,7 tỷ, từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc. Quá trình điều tra, Hưng chủ động khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền trên.